Vâng, xin chào tất cả các bác xem video. Là hôm nay là em xin chia sẻ với các bác là một cái chuyến vừa rồi ấy, là em cùng với bác Năng là đi khảo sát là những cái vườn mà làm khí trong khu vực Đăng Hà và ở những cái xã lân cận. Thì em thấy một cái hiện tượng là tất cả các bác là làm là nó theo không tuân thủ theo một cái quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Thì nhiều bác chỉ làm được khoảng tầm cỡ 20% yêu cầu kỹ thuật thôi, còn lại hầu như là làm là nó bị chật hết. Thì bác có một cái nhận định như thế nào? Vâng, thì nói chung thì vừa rồi á đi khảo sát trong khu vực ở Đăng Hà, xã Đăng Hà, thì một số bà con ấy thì không tuân thủ theo quy định của như là những cái người hướng dẫn làm trước. Thì toàn bộ ấy thì năm vừa rồi á thì anh em ấy thì hướng dẫn rồi, nhưng mà thì thi nhau mà lấy cái số lượng mủ ấy, thì ông này ấy, thì ví dụ thì hôm nay được một tạ, thì ông kê được hai tạ, thì cứ thi nhau vác bình đi bơm mà khoan chưa hết tầm khí, cho nên ấy thì có hiện tượng như là để thừa cái số khí để cho ra cây. Ở xã Đăng Hà mình ấy, năm nay là tỷ lệ làm khí là nó rất đông. Đúng, đúng. Thì trong cái thời gian vừa qua ấy, cả anh cũng với em thì cũng đi rất nhiều cái điểm mua mủ, thấy đúng rồi, thì đúng bà rồi. Con ấy là bán, có nghĩa là ngồi đấy bán mủ rồi xong cái ngồi uống nước chè ấy, rồi xong cái ông nhiều mủ ấy, nên là bắt đầu là nói kích cái ông ít mủ. Thì ông ít mủ ấy là ức chế quá, là về là vác bình là lập tức đi bơm một phát nữa, là không chịu nghe theo cái kỹ thuật mà anh em mình hướng dẫn. Đúng rồi. Đó, với lại nhiều cái trường hợp mà cảm thấy ấy, không bị kích động thì cảm thấy tự ti ấy. Có nghĩa là cái vườn mình sao nó ít mủ hơn vườn người ta, mà trong khi đấy ấy, số cây nó như nhau. Về là cũng lập tức là vác bình đi bơm tiếp. Đó, thì cái vấn đề của xã mình là nó như thế, còn những cái địa phương khác ấy thì cái tỷ lệ mà làm khí nó ít ấy thì người ta lại tuân thủ được, thì người đúng ta làm là rất đạt. Đúng rồi, đúng rồi. Thì còn bây giờ ấy, cái vấn đề của xã mình là bắt buộc là bây giờ bà con ấy là phải cố gắng làm sao mà tuân thủ đúng kỹ thuật. Đừng có bao giờ mà làm bậy làm bạ, thì đúng rồi, đúng hậu rồi. Quả của những cái năm mà 2018, 2019 ấy thì là ở cái vùng xã Đăng Hà mình có mấy vườn làm, và ở trên Thống Nhất ấy cũng rất nhiều người làm mà chỉ có tháo bỏ sau vài tháng lắp đặt. Thì lý do là nó cũng nằm ở cái chỗ mà ham sản lượng. Đúng rồi. Với lại ấy, nhất là cái vườn mà chủ vườn thuê công nữa. Đúng. Thuê công ấy là làm đố ăn khoán đấy, chứ khoán sản lượng cho công nhân nữa thì là chỉ có chết thôi. Đúng. Thì công nhân ấy cứ nghiên cứu làm sao mà là sản lượng cực nhiều, thì ăn sản lượng mà thì là công mình mới tăng, thì là cứ thế mà đè cây ra, là cứ thế mà bơm khí thôi. Mà có rất nhiều cái phương thức mà để mà tăng mủ, nhưng mà cái giải pháp mà cho công nhân ấy lựa chọn ấy, dễ nhất là tăng liều khí lên thì là tăng được sản lượng. Đó, thế cho nên ấy là các bác có vườn thuê công ấy thì phải giám sát thật kỹ một tí. Đừng có nên là cứ thả cửa cho công là mày muốn làm gì thì làm, là coi như là vài ba tháng sau ấy là nát luôn cái vườn. Thì cái đầu tiên là ảnh hưởng đến cái vườn của mình, còn cái thứ hai nữa ảnh hưởng đến tất cả các anh em đại lý và những người làm khí. Và bây giờ bác Năng ấy là sẽ hướng dẫn cho các bác biết về một cái sơ đồ mà làm mà đến nay là hiệu quả là không kém cái sơ đồ thứ hai, sơ đồ một, đấy, hai hàng vòng quanh theo thân cây. Và cái sơ đồ này ấy, và được áp dụng và thấy cái tỷ lệ hiệu quả rất cao. Đó, thì cái sơ đồ này ấy thì phải có cái kiềng vạn năng này, còn không có kiềng vạn năng thì các bác là làm là tốn rất nhiều công. Thì bây giờ xin mời bác Năng vào chi tiết. Vâng, xin chào bà con. Đây là sẽ hướng dẫn cho bà con một cái cách lấy mủ, cách mà lấy ra cây mà có một nhược điểm từ đầu tiên. Đây đã thưởng thức 2 năm mà có cải thi, đặc biệt là tương đối 100% không có, nhưng mà 80%. Bà con không nên làm một chỗ, một bên, đặc biệt không làm được bán mưa. Bà con ấy phải làm cứ như là đối diện tất cả những cái rau cạo ấy, hai bên. Nhưng mà làm sao ấy, gia đình mà làm, anh em nào mà làm, bắt buộc ấy phải kiếm một cái chỗ để cái gì nhảy cóc. Nhảy cóc làm sao? Ý là nhảy cóc như thế này.
ví dụ làm ở đây trước kia đấy, ở gia đình làm ở đây một tháng nha, đây đây là năm đầu tiên này, rồi tháng thứ hai đến đây nó nhảy cóc như vậy, nó sẽ cách 20 phân cái đường luồng này, khí nó đi thẳng nó không bao giờ, nếu như vậy để chỗ này nó thoát khí, bây giờ nó rất đẹp, cực kỳ đẹp nha. Rồi tháng thứ ba nó phải chạy sang đây luôn đó, như vậy là đến đối diện như vậy, phải kiếm một cái chỗ đi như vậy hoặc là nó nhảy lên trên đó, như vậy. Đây là đã làm 2 năm và tất cả đều đẹp hết, đây toàn bộ đã đẹp hết. Làm như vậy á, đã làm đây một tháng mình nhảy sang bên này hoặc là lệch đi là để bên này thoát khí nó liền ra lại chỗ này á, làm một tháng lại nhảy sang đây cứ nhảy đi nhảy lại, nhảy đi nhảy lại vậy, là điều đấy là điều tốt nhất. Nhưng mà bây giờ của anh em ấy một số á là cạo toang toác hết rồi, hai bên rồi, cạo thậm chí vào gố đen thui rồi, nhưng mà cũng rất tiếc, nhưng mà cũng biết làm sao được. Bây giờ thì nhiều người cũng đang làm như vậy, thì bây giờ thì cố gắng kiếm làm sao làm cái ghế nó làm đây một tháng, cố gắng chạy sang bên này một tháng, chạy bên này một tháng, chạy lên bên này một tháng, là 4 tháng rồi, là 4 tháng là quay về gần ở đây là được, ok là không sao. Nhưng mà ấy, thì cứ làm ấy theo cái vòng này, cứ đi hai vòng thế này ấy, triền miên ấy có thể là lắm lúc ấy bị thừa khí, nó bị dột, có thể đến sang năm là nó bị suy tuyến mủ ở chỗ này, là nó không có mủ nhiều nữa. Nhưng mà như thế này là nó không bao giờ nó suy tuyến mủ. Bây giờ ấy, thì nó cạo vào là nó có mủ liền, cái này năm ngoái làm nha. Đây giờ cạo vào là có mủ, nó không có bao giờ suy tuyến mủ đâu. Đó đó, thấy không? Đó, bây giờ khoan vào cái này cả tô cũng không phải là ít đâu, kể cả khoan vào cái lỗ cú này cũng có. Đó, cho nên mình phải làm như vậy thì mới đúng. Tất cả như vậy, chứ còn bây giờ cứ làm khoanh vòng ấy, thắt cỏ chó ấy là cũng được thôi, nhưng mà cái đấy là dễ đó. Bắt buộc ai làm ấy phải có cái kiềng này để thay đổi, chứ còn cái dây buộc á, làm lúc cái buộc ở dưới này này thì lại tháo dây lại buộc lên đây thì nó cũng nhiều công quá, nhiều công. Thì nói chung ấy thì cũng tùy bà con anh em thôi, nhưng mà thì đây hướng dẫn phải tận tình như vậy. Đó, cái chỗ này là cạo đúng 1 năm rồi, thì bây giờ nó liền lại hết. Cái này làm 2 năm khí giờ liền lại hết rồi. Bây giờ cái này khoan được. Không bây giờ thừa khí là cái vườn này, vườn của nhà nhá. Nếu mà ai bà con ấy thì muốn tham quan ấy thì xuống đây sẽ có chỗ cho anh em tham quan ở đây. Đó, cho nên ấy thì là cụ thể luôn. Đó, cái này á. Như vậy. Thôi xin chào bà con. Thì các bác cứ cố gắng mà làm theo cái công thức của bác Năng lúc nãy vừa hướng dẫn. Thì đây, đây các bác xem này, đây là những cái lỗ khoan mà đời đầu ấy, đây này. Mà cái vườn này sử dụng mũi khoan 5 ly nhá, và cái ống hút nước ngọt đấy nhá, không phải là cái mũi bé đâu. Thì sử dụng mũi đấy là nó chống phạm được ấy, cho nên là các bác xem nó không bị phạm, nó có lồi ra đâu. Đó, đây này, nhìn kỹ xem, đây là những cái lỗ mình khoan nhá. Và đây này, các bác xem nó như thế này mà. Đó, đây nó không lồi ra, nó liền hết và nó không dư một tí khí nào. Thì thường thường ấy là dư khí là nó bay luôn mảng ra, mà cái này không bay. Với lại bác Năng là bác sử dụng cái túi, mà cái vườn thí điểm mà dám sử dụng cái túi sử dụng cho cây thanh lý này. Cái túi này là túi PVC mà chuyên dùng cho cây mà để thanh lý vườn ấy. Mà cây mà còn không bị nổ như thế này này. Đó, cái nguyên tắc cơ bản ấy là mình vào khí là nó phù hợp với cái sức của cây. Mình chọn được ra một cái liều khí là nó đúng với cái tuổi của cây. Thì có nhiều vườn thì sử dụng được liều khí 20, có nhiều vườn phải sử dụng khí 50. Đó, mà chưa thấy cái vườn nào mà sử dụng cái liều khí mà trên 50 ấy mà nó không nổ ra cây hết ấy. Không bị dư khí hết ấy. Đa phần là cái trên 50 là dính trưởng hết. Còn những cái vườn này thì là nó sử dụng cái liều khí 25-30, cái lúc bơm 15, thì cho nên là nó được như thế này. Mà mình bơm một liều khí ấy, mình bơm một lần ấy là khoan được tầm 3 mũi thôi. Tốt nhất là mình làm như thế. Chịu khó một tháng bơm khí 3 lần, tốt hơn là mình bơm một phát là khoan 4-5 lần. Đó. Đó, đây là những chi tiết, là những cái lỗ khoan. Lúc nãy bác Năng bác vừa chọc vào đấy rồi chảy ầm ầm. Đó, cào có tí. Đó.
Đó, cái này là mối ăn nha, mối ăn là nó hơi trắng bạch như này. Đây này, đúng rồi. Quay đi mấy cái thằng này đi. Đi theo tốt. Rồi. Cây nhỏ nhất mà cũng đây, đây là những cái cây nhỏ nhất này. Đó. Thành có 40 ấy. Thì cũng không bị dư khí nha. Đó. Cái này 450. Đó, đây. Đây, đây là những cái nốt khoan này mình ấy phát ra như này là liền tịt luôn này. Đó. Và hầu như là cây nào nó cũng như cây nào. Đây. Đó, đây là những cái nốt khoan. Làm như thế này nó mới gọi là đạt, mới gọi là làm khí. Các bác là không nên là ham sản lượng quá. Vậy em sẽ đi một hàng cái dây kia. Đó. Thì các bác xem là rõ nét nhất là về cây làm khí. Đó, đây. Rồi. Thôi, trong cái khuôn khổ video nó cũng quá dài đi rồi thì thôi xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Chào các bác nhé.